Ôi thằng kia. Ôi, mày kiếm gì vậy? Kiếm lớp 10A3. Trời ơi. Cái gì? Mày lớp 10 hả? Trời ơi, già dữ vậy mày. Mày biết tụi tao là ai không? Ừ. Tụi tao là đàn anh học lớp 12 ở đây. Có số má đầy nắm chùm cái trường này 4-5 năm nay rồi. À, nắm chùm 4-5 năm nay là ít ra cũng phải được ở lại cỡ 1-2 năm chứ. Tính ra nắm chùm ở đây chính xác là 3 năm. À, đúng rồi, 3 năm. Mình có tính nắm chùm thêm năm thứ tư. Không, hết nhiệm kỳ nghỉ liền. Mày ý kiến tôi ký đầu bây giờ nhóc, lóc chóc.